Xin chào cả nhà. Cùng mình chăm sóc da với bộ sản phẩm Atanino da từ gốc nha cả nhà. Atanino 5 là nuôi da từ gốc, làm xe khít lỗ chân lông, trị thâm, trị mụn, trị nám. Thật sự rất an toàn và hiệu quả, phù hợp cho tất cả các loại da, mẹ bầu và trẻ em nhỏ đều có thể sử dụng được nha cả nhà. Trước đây thì da của mình thật sự rất là xấu. Da của mình vừa đen vừa sạm, nám. Nám thì nám nhiều lắm, nám hết cả mặt luôn á cả nhà. Nám đậm hai bên gò má, nám hết mũi, nám quanh miệng. Và thật sự lúc đó thì mình cảm thấy thật rất là tự ti. Đi đâu á thì mình cũng bịt khẩu trang, coi như là bịt khẩu trang cả ngày luôn á cả nhà. Và đến chỗ làm thì nói chung là mình bịt khẩu trang. Trong suốt quá trình làm việc là mình bịt khẩu trang mà mình cũng không tháo khẩu trang ra luôn á. Chỉ có lúc mà tối về nhà thì mình mới mở khẩu trang ra thôi. Và mình cũng mong muốn, khao khát tìm được một cái sản phẩm an toàn, hiệu quả để điều trị nám, giúp cho da mình có thể cải thiện, giúp cho da mình có thể đẹp hơn lên. Nên là đi ra ngoài đường, nhiều các anh chị em cũng bày chỉ cho mình nhiều các loại mỹ phẩm để mình mua về, mình sử dụng. Và vì mình khao khát, mong muốn được cải thiện làn da, nên mình cũng đã sử dụng rất nhiều loại mỹ phẩm rồi. Khi mà mình sử dụng, ví dụ như là mình sử dụng, mình mua một hộp đầu tiên về mình dùng, thì mình thấy là trong mấy ngày đầu, trong một tuần đầu thì mình thấy da mình nó cũng có thay đổi một chút. Nhưng mà đến khoảng 10-15 ngày sau thì mình thấy kiểu như mình đánh cái kem này, cái kem mà vào nó không có tác dụng gì nữa. Da mặt của mình lại càng ngày càng xấu hơn đi. Thật sự mình rất là buồn luôn á cả nhà. Và mình cũng đã từng đi điều trị nám bằng phương pháp là bắn laser để điều trị nám. Và lúc mà mình đi bắn về thì da của mình gọi là bị tổn thương, da của mình bị yếu và nó bong chóc, nó đỏ ửng lên. Và lúc đó thì mình lại không có một cái sản phẩm để điều, để nuôi da, để dưỡng da lại từ gốc. Nên cho dù là lúc mà đi ra ngoài đường thì mình cũng có là bịt khẩu trang và mình bôi chống nắng thật sự rất là nhiều, nhưng da mình cũng bị bắt nắng và nám thì mờ đi rất là nhiều. Và lúc đó da của mình gọi là bị tăng sắc độ, tăng sắc tổ cả nhà. Mà da bị tăng sắc tổ thì còn khó điều trị hơn là da bị nám luôn á cả nhà ơi. Thật sự mình rất là buồn và mình cũng rất mất lòng tin vì tất cả các sản phẩm mà mình đã sử dụng để điều trị nám. Và thật may mắn khi mà mình biết được sản phẩm Atanin này qua một người bạn của mình. Lúc đầu thì mình cũng không tin đâu, mình cũng không nghĩ là Atanin cũng có thể giúp mình cải thiện được làn da. Mình cứ nghĩ là cái sản phẩm này thì cũng giống như những cái sản phẩm khác mình đã sử dụng thôi. Và mình theo dõi bạn mình sử dụng và mình thấy da của bạn mình cải thiện và đẹp hơn lên mỗi ngày. Lúc này thì mình cũng chưa tin đến sản phẩm Atanin, nhưng mình tin bạn mình. Mình nghĩ là bạn mình sử dụng đẹp thì mình cũng sử dụng đẹp. Và mình nghĩ cũng đây là cái sản phẩm mà cuối cùng để mình mua về mà mình điều trị nám. Và nếu cái sản phẩm này mà không có hiệu quả nữa là coi như mình để cái mặt mình vậy luôn á. Mình cũng không suy nghĩ là mua cái sản phẩm gì hay là đi điều trị nám gì nữa hết. Và thật may mắn khi một thời gian ngắn mình sử dụng đến sản phẩm thôi, nhưng mà da của mình thay đổi rất là rõ. Da của mình trắng sáng mịn hơn lên và vết nám thì cũng mờ đi rất nhiều luôn, mờ đi rất nhiều lắm luôn á cả nhà. Trước đây thì mình nám của mình gọi là nám đậm hai bên gò má, nám nhiều lắm luôn á. Mà bây giờ thì nó đã đỡ đi rất là nhiều luôn á. Và mình tin chắc rằng sau một thời gian ngắn nữa mình kiên trì sử dụng sản phẩm thì da của mình sẽ đẹp và hết nám luôn á cả nhà. Vì vậy mà từ một người luôn cảm thấy rất tự ti, luôn cảm thấy vì rất mặc cảm vì làn da đen sạm nám của mình, thì bây giờ mình đã tự tin hơn rất nhiều. Mình dám chụp hình, đăng hình hay là dám livestream trực tiếp trên Facebook vì mình muốn chia sẻ giá trị của sản phẩm đến tất cả các chị em mình, để các chị em mình có thể mua được một sản phẩm an toàn, hiệu quả để điều trị nám, giúp da mình cải thiện và đẹp hơn lên. Mình cũng biết là phụ nữ thì ai cũng mong muốn là phụ nữ thì ai cũng mong muốn được làm đẹp. Và với độ tuổi như mình cũng gần U40 rồi thì da của tất cả các phụ nữ đều bị những vấn đề về da. Người thì bị nám, người thì bị đen, rồi người thì mụn nhiều, rồi người thì lỗ chân lông to. Nói chung tất cả các
phụ nữ đều đều cũng gặp những tình trạng về da như mình hết, và ai cũng mong muốn đi tìm được một cái sản phẩm an toàn hiệu quả để điều trị nám. Và chúng ta cũng đã mua rất nhiều loại mỹ phẩm về để sử dụng rồi, nhưng mà không phải cái mỹ phẩm nào cũng giúp mình cải thiện được làn da, giúp mình có làn da đẹp hơn lên đâu, mà nhiều lúc mình vừa tốn tiền, vừa mất tiền, vừa mất thời gian, nhưng mà da của mình lại càng ngày càng xấu đi nữa. Vì vậy mà mình mong muốn lan tỏa nhiều hơn đến giá trị của sản phẩm đến tất cả các chị em mình, để các chị em mình có thể tìm hiểu và mua được một sản phẩm thật sự là an toàn, thật sự là hiệu quả, để giúp các chị em mình ngày càng trở nên xinh đẹp nha cả nhà. Giờ đây thì mình cảm thấy là tự tin hơn rất nhiều rồi đó. Mình cảm thấy thật là may mắn và cảm thấy thật sự rất biết ơn đến sản phẩm Atanin để giúp mình cải thiện được làn da và tự tin hơn rất nhiều trong cuộc sống. Về cách chăm sóc da thì cũng thật sự rất là đơn giản cả nhà. Mình cũng không tốn nhiều thời gian cũng như là không tốn nhiều công sức, kiểu như là đắp mặt nạ hay là tẩy trang hay là làm gì hết. Mình chỉ cần xịt bông xịt nô năm vào bông tẩy trang, mình lau sạch để làm sau lau sạch sau da của mình. Và sau đó nếu mà ban ngày thì các bạn sử dụng kem vào ban ngày đây nha cả nhà. Kem này thật sự đối với mình là chống nắng thật sự rất là tuyệt vời, rất là ok lắm luôn á cả nhà. Chỉ cần vào ban ngày thì các chị em mình chỉ cần lau nô năm và sau đó chỉ cần đánh một lớp kem vào ban ngày thì sẽ có bảo vệ cho chúng ta suốt cả ngày, dù là chúng ta có đi nắng hay gì nữa thì cũng thật sự rất là an toàn, không có sợ bị bắt nắng. Mà khi đối với cái sản phẩm Atanin này, khi mà đi ra ngoài thì da của mình ngoài nắng thì da của mình lại trắng sáng và hồng lên nữa luôn á cả nhà. Còn đây là kem sử dụng vào ban đêm, kem này thì cũng có tác dụng là dưỡng da, trắng da, trị thâm, trị mụn, trị nám, thật sự rất là tốt lắm luôn á cả nhà. Dù là không có thời gian, dù là bận rộn như thế nào đi nữa, nhưng mà với sản phẩm Atanin thì mình luôn không bao giờ quên chăm sóc da trước khi đi ngủ. Mình cảm thấy là mình có một cái làn da khỏe đẹp hơn lên thì mình cảm thấy là mình tự tin hơn rất nhiều, và mình sẽ có nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc hơn trong cuộc sống. Và mình mong muốn rằng tất cả các chị em mình đều biết và trải nghiệm sản phẩm Atanin để tất cả các chị em mình đều tự tin, đều được xinh đẹp nha cả nhà. Vậy là xong rồi đó cả nhà. Cảm ơn cả nhà và chúc cả nhà mình ngủ ngon. Xin chào cả nhà.